Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy giá rẻ giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Nhiều màu quý cô chú anh chị em. Rồi anh chào Đông. Rồi chào anh Thái nha, chào cô chú anh chị nha. Lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ủng hộ em clip vừa rồi nha. Thì hôm nay cũng lên một số cây hoa giấy đang hoa rất là đẹp luôn. Mong cô chú anh chị sẽ xem video và ủng hộ. Rồi địa chỉ vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784694419. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên mã số 1 nha anh chị. Một cây trắng tiết full hoa luôn. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m15, tán ngang là 75, và là quanh 18 nha anh chị. Đế sổ rất là đẹp luôn, trắng tiết luôn, phùn hoa rất là đẹp. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu là giá là 400.000 anh chị, 400.000 cho cây mã số 1. Cây trắng tiết rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 2 là một cây Golden Sunshine. Golden Sunshine nha anh chị. Rồi cây này em đã được chiều cao là 95, tán ngang là 65, và là hoành 11 anh chị ơi. Rồi thì mã số 2 này, một cây Golden Sunshine em xin giao lưu là 250.000. Nắng vàng của anh chị em. Dạ 250.000, rất là đẹp, mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là cây tiểu Ấn Độ anh chị ơi. Ghép gốc với ta mà nó full bông mũi anh chị em. Dạ. Rồi cây này em đã được chiều cao là 1m, tán ngang là 75, và là quanh 16 anh chị ơi. Hoa cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị. Đây. Rồi mã số 3 này em xin giao lưu là giá là 280.000. 280.000 cho một cây mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Cây bột cốt của anh chị em. Dạ. Nhiều màu. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m3, tán ngang nó là 70, hoành là hoành 18 anh chị ơi, hoành 18, mã số 4 anh chị. Đó em có tím lửa, cam lửa, trắng thái nha anh chị, rồi vàng thái luôn, với đỏ lửa, rất là nhiều màu. Rồi mã số 4 anh chị, em xin giao lưu là giá là 400.000. 5 màu, 1 cốt của anh chị em. Dạ. Mã số 4, 3 màu lửa và 2 màu thái. Rồi tiếp theo mã số 5. Cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em. Dạ. Rồi, em đòi được chiều cao là 75, tán ngang là 65. Và là hoành 19 anh chị ơi, hoành 19. Rồi mã số 5 này em xin giao lưu là giá là 330.000. 330.000, giá cho anh làm bao sống bao ship tặng nơi về cho anh chị mình luôn. Mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Cây nhiều màu à. Một cốt của anh chị em. Dạ. Em đo được chiều cao là 1m05, tán ngang là 70, quanh là quanh 16 anh chị ơi. Mã số 6 này. Cây này gồm có mandarin, trắng tuyết, hồng tuyết, đỏ red pizza của anh chị em. Dạ. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 cho cây mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Nó được chiều cao là 60, tán ngang nó là 50, hoặc là hoành 15 anh chị ơi. Rồi mã số 7, một cây 3 màu tiết nha anh chị. 3 màu tiết. Nó hơi lỗi cái rễ này chút xíu nha anh chị. Rồi mã số 7 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho cây mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 là một cây cẩm thạch tím tiết. Đế lực của anh chị. Dạ, mã số 8. Em đã được chiều cao là 75, tán ngang là 60, hoành là hoành 24 nha anh chị, hoành 24. Rồi một cây cẩm thạch tím tiết mã số 8. Cái này em xin giao lưu là giá là 400.000. 400.000, cây rất là đẹp anh chị ơi. Rồi tiếp theo mã số 9. Em đo được chiều cao là 80, tán ngang là 70, hoành là hoành 18 anh chị ơi. Mã số 9. Em có tím lửa mới với tím tiết nha anh chị, phun hoa luôn, mã số 9. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 cho cây mã số 9, rất là đẹp luôn anh chị ơi.
Rồi tiếp theo mã số 10. Cây nhiều màu, nhanh chị, cẩm thạch. Em đo được chiều cao là 1m15, tán ngang là 70, hoành là hoành 18 anh chị ơi, mã số 10. Em có cẩm thạch trắng nè, cẩm thạch Sakura Blaycan với cành vàng lá ngọc hoa đỏ nha anh chị, 3 màu. Rồi mã số 10 này em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 cho cây mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11 là một cây trắng tiết nha anh chị. Mã số 11 em đo được chiều cao là 80, tán ngang là 70, hoành là hoành 12 anh chị ơi. Rồi mã số 11 này em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho cây mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Một cây đỏ Red Pizza. Rồi chiều cao là 75, tán ngang là 60, hoành là hoành 16 nha anh chị. Rồi thì mã số 12, một cây đỏ Red Pizza rất là đẹp luôn. Em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho cây mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Cây nhiều màu nha anh chị. Rồi cây này em đã được chiều cao là 70, tán ngang là 65, hoành là hoành 16 anh chị ơi. Mã số 15 em có tím tiết nè, hồng tiết, trắng tiết, rồi tím pháp với tiểu Ấn Độ nha anh chị, 5 màu. Cây hoa rất là đẹp anh chị ơi. Rồi mã số 13 này em xin giao lưu là giá là 280.000. 280.000 cho cây mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Rồi cây tím bướm nha anh chị, trắng tiết 2 màu. Dạ. 14, cây em đo được chiều cao là 80, tán ngang là 85. Hoành là hoành 21 anh chị ơi. Một cây 2 màu rất là đẹp luôn, mã số 14. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 450.000. 450.000, cây rất là to đẹp luôn nha anh chị. 450.000 cho cây mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. Trắng lửa anh chị em. Dạ. Em đo được chiều cao là 75, tán ngang là 75, hoành là hoành 10 anh chị ơi. Rồi mã số 15 em xin giao lưu là giá là 230.000. 230.000 đang full hoa luôn chị ơi. Mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16 làm lên một cặp nha anh chị, cẩm thạch tím siêu hoa. Rồi em đo được chiều cao là 50, tán ngang là 45, hoành là hoành 10. Rồi tiếp theo cái thứ hai, em đo được chiều cao là 60, tán ngang là 45, hoành là hoành 11 luôn nha anh chị. Rồi một cặp này em xin giao lưu là giá là 230.000. 230.000 là nguyên cặp luôn nha anh chị, mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17 là một cây cẩm thạch Red Pizza anh chị ơi. Em đo được chiều cao là 65, tán ngang là 60, hoành là hoành 20 nha anh chị. Rồi mã số 17 này em xin giao lưu là giá là 370.000. 370.000 cho cây mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18. Một cây tím siêu bông, tím siêu hoa nha anh chị, mã số 18. Em đo được chiều cao là 80, tán ngang là 60, hoành là hoành 14 anh chị ơi. Đó, rồi mã số 18. Em xin giao lưu là giá là 330.000. 330.000 cho cây mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Một cây nhiều màu, size dạ, lớn của anh chị em. Rồi em đo được chiều cao là 1m1, tán ngang là 90, hoành là hoành 28 luôn nha anh chị. Rất là to, rất là nhiều màu luôn. Cây chị này gồm có tiểu Ấn Độ, hồng tiết, trắng tiết, cam lửa, dạ, đỏ Red Pizza, dạ, 4, 5, 6 màu nha anh chị.
Rồi cây này mã số 19, em xin giao lưu là giá là 550.000. 550.000 cho cây mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20. Một cây đỏ rất da chim mâm muốn cho em. Dạ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 95. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 20 nha anh chị. Chia tay cành rất là đẹp luôn anh chị ạ. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu là giá là 500.000. 500.000 cho cây mã số 20 rất là đẹp. Rực rỡ hoa xứng đáng với chị em. Đại lực ha. Rồi tiếp theo là mã 21 nha anh chị. Một cây son môi cam anh chị ơi. Tại cây này rất là nặng luôn. Cây khủng quá anh chị em. Dạ. Bởi vì em không có lên cái ghế được nha anh chị. Son môi cam, một dòng đổi màu từ cái lá của anh chị em. Dạ, để em đo luôn. Em đo được chiều cao nó là 1m2 anh chị ơi. Tán ngang nó là 1m2 luôn. Hoành này rất là to luôn anh chị. Hoành 30 anh chị ơi. Cũ đặc luôn nha. Rất là đẹp luôn. Cây này giống như cây nái trong vườn của anh chị em. Dạ. Cây này để lấy bò. Dạ. Cây rất là đẹp anh chị ơi. Này. Phong tàn cam. Tròn đặc quánh ha. Dạ. Đó. Rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 1,5 triệu nha anh chị. 1,5 triệu. Hàng này hàng khủng nha quý anh chị. Hàng này là em gửi xe nha anh chị. Nó đổi màu từ cái lá của anh chị em. Dạ. Lên cái hoa. Son môi cam. Dạ, 1,5 triệu anh chị ơi. Rồi mã số 21 cũng là đây cuối clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cái kênh của anh Thái nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em đông nha.